Và bây giờ sẽ là chân dung của cả ba chàng trai, xin mời. Em ơi. Ê dạ. Em là MC chứ không phải ứng viên. Lọc tỉnh. Trời ơi, nãy giờ tưởng em là nữ chính không chứ. Chàng trai số 2 là Trần Toàn, mọi người thấy làm sao? Chàng trai số 4 Hoàng Phúc. Còn chàng trai đã không có được sự ấn tượng đến từ hai người đẹp còn lại, đó chính là anh chàng Thanh Sang. Thì sao? Lớn nhất luôn, thấy tiếng hồ đen của mọi người không? Các bạn có muốn thay đổi sự ấn tượng của mình hay không? Không, em chọn con người qua tính cách. Cảm ơn hai người đẹp rất nhiều, cảm ơn khán giả. Xin mời bạn. Thanh Sang sẽ nói lời tạm biệt, chờ đón xem anh chàng này điển trai là sao. Xin mời Thanh Sang. Cô gái à, làm sao để nói tiếng yêu không bị từ chối? Nên anh mới bối rối, chẳng biết nói hay là thôi. Nên cũng đúng vào cái khoảnh khắc đắn đo đong đếm đó, em bước qua anh rồi. Nhưng sau này, ở một góc nào đó của quán cà phê nơi tuổi trẻ lạc lối, luôn có một người đứng chờ, chờ để trở thành tri kỷ của em. Đó là anh. Mẫu bạn gái lý tưởng của Thanh Sang là sao vậy? Làm gì bán lẻ như vậy? Như Lê Lộc chẳng hạn. Ơi, nắm tay về liền em, đừng để lọt em ơi. Không sao, Lộc sẽ chờ phía sau nhé. Ở đây cơ mà. Ôi, hay quá. Cảm ơn bạn Thanh Sang đã đến với chương trình. Yeah, cảm ơn Thanh Sang. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá một góc riêng của cả hai người đẹp qua chiếc điện thoại của chính họ, để cho mọi người hiểu rõ nhau nhiều hơn, và đặc biệt là hai chàng trai Nhật Linh và Thùy Linh sẽ cùng kết nối điện thoại của mình với màn hình của tần số tình yêu. Lê Lộc sẽ làm nhiệm vụ thay hai chàng trai phía trên kia tìm hiểu xem điện thoại của Nhật Linh có gì. Cho Lê Lộc vô trang Facebook cá nhân của Nhật Linh nha. Nick Facebook là Trần Linh nha mọi người ơi. Làm việc tại Huế nha. Nhật Linh có khoảng hơn 3.800 người bạn trên Facebook, rất là nhiều ha. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua. Một người như thế đấy, yêu là yêu hết đời này. Những cô gái này luôn luôn để lại những cái caption rất là so deep. Không có người đàn ông không thích phụ nữ đẹp, bướm yêu hoa là chân lý, nhưng thứ tồn tại mãi là ở tâm hồn. Trời ơi, những câu nói này là em tự nghĩ ra hay sao Linh? Câu trẻ là em, con câu dữ là em tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra đó. Luôn luôn là những cái tấm ảnh và những cái caption rất là cô đơn, thui thủi của mình hà. Như vậy thì không biết là trong chuyện tình cảm trước đây là bạn là chủ động bày tỏ hay là cứ bị động để cho người khác bày tỏ trước? Dạ, em là người bị động vì em rất là ít nói. Giờ anh Hoàng muốn tìm hiểu ứng dụng nào nữa? Coi hình ảnh được không ta? Hình ảnh nha, đây sơ lược tí nha. Nhẹ nhẹ ăn cái nè. Hơi ít hình ha, bà không có thói quen chụp ảnh hả? Em chụp ảnh rất nhiều nhưng mà em có sở thích là đăng lên rồi xóa. Chụp xong đăng lên rồi xóa. Đây chắc là gia đình mình hả? Hay là bạn bè? Dạ bạn bè. Những hình ảnh mình đi vui chơi với mọi người hen. Cảm ơn bạn Nhật Linh đã giúp cho chúng tôi tìm hiểu một số góc riêng. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá thế giới riêng trong điện thoại của bạn Thùy Linh. Anh bấm vô. Đó, cùng camera trời. 13.000 tấm. Cô kia thì là 43 tấm. Còn cô này là 13.039 tấm. Đã thông cảm, tại vì công việc của em thì phải kiểu chụp hình nhiều ấy. Liên tục đúng không? Ý, thấy khá nhiều chàng trai nha. Sao nhiều dài thế? Em mỗi ngày thì em đi quay với một bạn khác nhau. Nên mình chụp lại mình nhớ mặt bạn đó đúng không? Thì kiểu như là chụp hậu trường vui vui thôi mà. Vui vui. À đây là tấm mà em khá là thích ảnh, em có để ảnh nền. À, nhìn nghệ thuật ha. Rồi, ok, cảm ơn em. Chứ coi hết 13.000 tấm thì nó hơi tốn thời gian. Đúng rồi, 13.000 tấm biết bao giờ mới hết. Rồi, cho chúng tôi thấy được phần ghi chú của bạn nè. Ghi chú thì chủ yếu là em công việc nhiều. Có làm thơ không? Không. Những thông tin này nọ. Kiểu như là lưu để đi làm. Cái mục tiêu cần thực hiện được trong năm nay nè. Tìm một chỗ ở ổn định, có chưa? Dạ, em mới chuyển chỗ ở rồi. Tập nhảy và gym, tập được cái gì rồi? Xem, chưa. Chưa hả? Chưa thời gian đúng không? Học thêm tiếng Anh nè. Học thêm tiếng Anh thì kiểu như là em muốn học thế, kiểu như là giao tiếp với mọi người trực tiếp. Ví dụ như là em gặp người nước ngoài hoặc là đi du lịch
Thái Lan hay là đi du lịch nước ngoài thì em sẽ cố gắng giao tiếp để mình biết tiếng Anh một cách nhanh hơn. Hay quá, nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp và có cá tính riêng. Cá tính riêng thì anh thấy có rồi đó, không ai giống em đâu. Hình ảnh đẹp cũng có luôn rồi đó. Dạ. Bên trong bây giờ mình sẽ xuất hiện nhiều hơn để mọi người nhớ đến Thùy Linh. Rồi, học make up và trở thành một beauty blogger. Tại vì em rất là thích make up và rất là thích làm đẹp, cho nên là kiểu tương lai thì em cũng muốn hướng đến là một beauty blogger. Quan tâm giúp đỡ người thân, đi du lịch và hưởng thụ. Em đang cố gắng làm điều đấy. Với một người con gái mà tự lập như vậy á, rõ ràng là cô ấy rất là đề cao sự nghiệp, công việc, tài chính và tình yêu, tất cả mọi thứ đúng không ạ? Như vậy bạn giữa tài chính và tình yêu á, cái nào quan trọng? Thật ra là em cũng bị áp lực cái chuyện cân bằng giữa công việc và tình yêu, nhưng mà bản thân mình phải lo cho mình tốt và có một công việc tốt thì mình mới có thể lo được cho gia đình và những người thân yêu của mình. Quá tuyệt vời, như vậy là chủ động trong cuộc sống rồi. Em thích như vậy, em thích là một người phụ nữ kiểu như là độc lập về tài chính và có tiếng nói. Cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã khám phá được một số góc riêng tư của Nhật Linh và Thùy Linh. Bây giờ chúng tôi sẽ dành vài phút để cho hai chàng trai đã gây rất nhiều ấn tượng từ đầu chương trình đến bây giờ. Các bạn sẽ cầm điện thoại của Song Linh để tìm hiểu xem những vấn đề nào mình muốn khai thác. Xin mời hai chàng trai. Thời gian để tham khảo điện thoại cá nhân của hai người đẹp đã kết thúc và hy vọng là hai chàng trai cũng phát hiện một số điểm thú vị trong những chiếc điện thoại đó. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.